Nếu tôi làm sai phiên tòa mời công an bắt tôi đi, tôi thực hiện quyền công dân của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nếu như thế nhưng mà phiên tòa bắt tôi đi, chú các anh tại sao phiên tòa mà tại sao không cho tôi quay phim chụp hình là sao? Chắc anh có lý do gì tôi thực hiện theo hiến pháp của Việt Nam điều 4.8 và điều 2.8 khoảng 2 điều 8 và 4.8. Tại sao mà nghiêm cấm tôi được, lý do gì? Các anh không có quyền bắt tôi, nếu như các anh bắt tôi phải có lệnh. Còn đây tôi thực hiện quyền công dân giám sát, tôi có quyền giám sát bất kỳ của các cơ quan công quyền nào. Đây là theo hiến pháp điều 4 khoảng 2 và điều 8 khoảng 2 của hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được chưa? Cho nên đó, các công an không có quyền bắt tôi, nếu có bắt tôi phải có lệnh. Đây nè, công an mà động đến tôi là không được đâu nha. Bởi vì á, lý do các anh phải cho tôi biết lý do tại sao các anh bắt tôi. Không được, chú không có quyền đưa ra được. Ông nào, à không, để tôi quay cái ông tòa án nào bắt, để bắt tôi ngay. Thả tôi ra, bắt tôi đi. Nếu các ông đủ lệnh bắt tôi, các anh đừng có dùng lực lượng đông, không được. Các chú không có quyền đẩy lưu tư. Bây giờ tôi mời các chú đứng xịt ra chưa? Bây giờ tôi mời các chú đứng xịt ra chưa? Bởi vì các chú muốn bắt tôi phải có lệnh của viện kiểm soát hoặc của tòa án nhân dân. Còn ở đây tôi có quyền quay trực tiếp. Tôi không cần biết, nhưng mà ở đây dân á, điện thoại mời tôi lên và đã đồng ý là tôi có quyền giám sát cái việc các anh làm. Còn có việc các anh làm phải đúng theo cái tinh thần hiến pháp và luật pháp Việt Nam. Không ngắm cái do gì? Tôi cũng là nhà báo, tôi là nhà báo, giấy tôi đây. Vậy chú đang làm việc với bên trường phòng nhá. Tôi không cần làm việc với, tôi thực hiện quyền công dân của tôi. Đây, đây là cơ quan nhà nước nha, chú là bất dù. Đúng, chú là cơ quan nhà nước, tôi mới nói như vậy. Nếu như chú là dân tôi không nói. Không được, chú nói như vậy không được. Đây nè, đây là giấy của tôi nè. Được chưa? Đây này, tôi quay cho mọi người biết nè. Đúng. Tôi là công dân Việt Nam, là tôi là nhà báo tự do. Phiên tòa là cần phải công khai minh bạch. Thế thì tại sao không cho tôi quay phim chụp hình? Và tôi thực hiện ở đây là tôi thực hiện quyền công dân của tôi. Đây, quy định nhà nước nào? Dân làm chủ, nhà nước là gì? Các anh có biết chưa? Các anh là cái cơ quan công quyền phục vụ cho nhân dân. Không, anh không được đâu. Nếu mà các anh bắt tôi thì các anh có lệnh. Còn anh, các anh muốn làm gì đó? Đây nè, tất cả mọi người đã biết rồi, công an nhân dân tỉnh ra, công an nhân dân. Không được, không được. Chú đẩy luôn, chú bắt tôi là chú phải có lệnh. Rớt điện thoại tôi, rớt tiền tôi nè. Không được, chú nói vô lý như vậy. Không được. Các chú không thể bắt tôi được, nếu các chú bắt tôi phải có lệnh. Mời ra ngoài. Phải có lệnh, chú không có quyền mời tôi. Chú đây, để tôi coi chú là. Mời ra ngoài. Chú đừng có nói cái chuyện đó với tôi. Anh không có quyền nào, chú không có quyền nào cả. Chú không có quyền nào cả. Chú không có quyền nào bắt tôi hết. Chú không quyền nào hết. Đây. Không có quyền, quay đi. Chú không có quyền. Đây. Đây nha. Đây. Công an nha. Tòa án là tòa án của nhân dân. Tôi lên đưa tòa án đâu, đưa lại đây. Các con không được làm như vậy. Đây, đây là tòa án nhân dân tỉnh nè. Các anh không có quyền. Anh mà anh vi phạm điều 27 hiến pháp bây giờ là nghị định 27. Đây, nghị định 27 là anh không được đụng đến dân. Các anh có phải công an không? Các anh phải nên nhớ rằng là nghị định 27 của Bộ Công an đây. Đây là Bộ Công an nè, ông Tô Lâm này. Ông Tô Lâm hãy nghe đây. Ông Tô Lâm hãy nghe đây, Linh Quọng nè. Linh Quọng đây. Tôi lên tôi là hiện đàng hoàng, tôi không nói độc. Các chú lợi dụng những hành động làm ảnh hưởng đến tôi. Chứ tôi chưa nói độc một các chú một câu nào. Cháu nói chú nha, chú lên đây chú làm ồn ào nha. Tôi không ồn ào, các chú mà. Gây cản trở. Đấy, các mọi người dân thì biết tôi ồn ào không? Các dân đây có chứng kiến tôi ồn ào không? Đây là tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk nè. Quy định tòa án đâu đưa tôi quy định đây? Chú không nghe được nhỉ? Người ta có một nào thắc mắc gì ta?
Tại sao tôi thực hiện quyền công giám sát công dân? Các anh cứ đập lại bắt tôi đi. Đúng. Cháu không được. Tiếng à. Chú vừa phải thôi. Không được. Cháu thực hiện, chú thực hiện quyền công dân của chú. Đi theo cái đạo. Nếu như mà đảng nào chứng minh tôi theo đảng phái nào, bắt tôi đi. Cứ chứng minh được tôi theo đảng nào, bắt tôi. Còn đây tôi thực hiện quyền công dân theo hiến pháp điều 2 khoảng 2 điều 4 và điều khoảng 2 điều 8. Còn các anh nè, vi phạm vào nghị định 27 của Bộ Công an này, ban hành và áp dụng ngày 26 tháng 10 năm 2017. Các anh vi phạm trầm trọng đến cái việc như là nghị định của ông Tô Lâm mới ra áp dụng vào ngày 26 tháng 7 là xô đẩy hoặc là đối xử với tôi đàng hoàng lịch sự, tôi không động đến các anh. À, tôi muốn là lúc nào cấm mọi người đang làm mất trật tự, tôi không làm mất người khác. Chính chú đại tôi này, chính chú đại tôi này, chính chú đại tôi này gây khó khăn cho chúng tôi làm việc. Tôi không làm gì hết, tôi rất đàng hoàng, tôi trật tự, tôi trật tự rồi, trật tự nhá. Ok, đúng rồi, ok. Không, tôi ngồi đây, tôi không, anh không có quy định nào cả. Chú đừng có cản tôi ngồi đây không? Tôi đang làm mà theo công nhận quy định của nhà nước, tôi không có làm gì sai hết. Nếu tôi làm gì sai, chú có quyền kiện cáo tôi nhé. Chắc chắn rồi, tôi sẽ kiện chú, chú lên, đó là chắc chắn rồi. Nên coi quy định đó. Không có quy định nào, nếu chú đưa có quy định đây. Đây mọi người công nhận không có quy định, không có quy định. Tôi thực hiện quyền công dân. Cái này là nhiệm vụ của tôi thực hiện quyền công dân. Nhiệm vụ của chú khi tham gia tôi ngồi đàng hoàng đây. Tôi ngồi ghế đàng hoàng chứ tôi không làm gì cả. Tại sao em nói anh thấy tôi có nói câu nào không? Đi này anh cất cái này cho anh ngồi bọn em, anh giúp bọn em để giúp bà con. Rồi tôi ngồi im, tôi quay. Không quay, không quay luôn. Bởi anh nói vậy sao được? Anh tôi thực hiện quyền giám sát của công dân mà. Đúng rồi, chị em không nói anh, nhưng mà thôi. Nếu làm sao luật sẽ bắt tôi. Nhưng mà anh giúp bà con và dạy em được không? Là em đang bảo vệ cho bà con. Rồi tôi giúp. Anh cất cái này đi. Thương anh, cất cái này đi, thương bà con. Anh không, tôi vượt chứ công an làm vậy là sai pháp luật. Rồi, được rồi. Sai cái nghị định 27 của Bộ Công an của ông, chính ông Tô Lâm này. Rồi, rồi. Anh thương mọi ai, thương bà con. Rồi nếu như anh về thì tôi đồng ý với anh thôi, nhưng mà cái điều là rồi ok anh thương bà con nha. Rồi nhưng mà giải quyết rồi bây giờ là anh đang phân biệt rất quan trọng. Rồi cái như thế vậy thì tôi đồng ý, nhưng mà yêu cầu tòa án phải giải quyết một cách công minh chính trực cho bà con. Chị anh cắt tắt đi. Rồi con ngồi nghe. Rồi ok anh đang làm phần rất quan trọng nha. Rồi nếu anh nói như vậy tôi đồng ý. Rồi đi. Ôi chị cấm tôi sao được. Rồi nếu như nói như vậy tôi đồng ý.